Huyền thoại Chiến thần tập 78. Giang Thác không thèm nhìn đến Hùng Hạt Tử, chỉ để anh ta yên lặng quỳ ở đó. Sau đó anh nói với Thiệu Hồ Tử, dường như người có Vân Dương cũng không thể giúp gì được cho anh nhỉ. Thiệu Hồ Tử, có cần gọi điện tìm thêm vài người khác tới hay không? Còn tìm thêm người sao? Thiệu Hồ Tử giở khóc giở cười, ngay cả người có Vân Dương cũng không làm được gì thì tìm những người khác tới để làm trò hề hay sao? Hơn nữa, những người tới đều lần lượt trở thành trợ thủ của Giang Sắc hết. Thiệu Hồ Tử muốn khóc cũng không ra nước mắt. Nếu cứ tiếp tục tìm thêm như vậy thì anh ta chỉ càng ngày càng bị động mà thôi. Lúc này Xì Hổ bên cạnh đột nhiên lao tới, phịch một tiếng quỳ xuống dập đầu như giả tỏi. Anh Giang, tất cả chuyện này đều do một mình Thiệu Hồ Tử điều khiển, là anh ta bắt tôi phải giao hàng loại hai cho anh. Tôi vô tội, vậy nên anh Giang, cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi nguyện ý vào nơi nước sôi lửa bỏng vì anh, tuyệt đối không chối từ. Mắt thấy tình thế không ổn, anh ta lập tức bán đứng lão đại của mình, chuyển sang nương nhờ đối thủ. Đối với loại dây leo tường như Xì Hổ, chuyện này cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, thứ mà Giang Sắc ghét nhất chính là loại dây leo tường này. Anh vung tay lên, thản nhiên mở miệng, phế hai chân quân ta làm gương. Vâng. Người nhà họ Hoàng giành ra tay trước, mặc cho Xì Hổ gào thét thảm thiết thế nào cũng bị người của nhà họ Hoàng trực tiếp đánh gãy hai chân. Nửa đời sau chỉ có thể sống sót bằng cách ăn xin. Tiếp theo là tới phiên Thiệu Hồ Tử. Nhìn thấy tình huống này, rồi nghĩ lại những gì mình đã nói trước đây, Thiệu Hồ Tử biết Giang Sách chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho mình. Dù có van xin lòng thương xót, cuối cùng anh ta cũng sẽ phải chịu kết cục giống Xì Hổ mà thôi. Vậy nên anh ta nghiến răng nghiến lợi, Giang Sách, coi như mày giỏi, bây giờ tao không có sức phản kháng, mày muốn làm gì thì làm đi. Giang Sách vỗ tay, rất tốt, có khí phách đấy. Anh đứng dậy, nhặt một con dao dưới đất, đi thẳng tới trước mặt Thiệu Hồ Tử, nhìn anh ta 3 giây đồng hồ. Tôi muốn anh chết. Giang Sách giơ tay chém xuống, con dao đột ngột dừng lại khi chỉ cắt còn cổ Thiệu Hồ Tử 1 cm. Thật ra anh chỉ muốn hù dọa Thiệu Hồ Tử một chút, cũng không muốn thực sự giết người. Khí phách anh hùng trước đó của Thiệu Hồ Tử không còn sót lại một chút nào. Trong nháy mắt, hai chân bủn rủn ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không ngừng trào ra, lớn tiếng vừa khóc vừa hét, tôi sai rồi, tôi thật sự biết mình sai rồi, anh Giang, xin anh hãy tha cho tôi không muốn chết. Giang Sách hừ lại một tiếng, loại người này cũng chỉ biết mạnh miệng, hơi hù dọa một chút sẽ lập tức héo ngay. Anh ném con dao sang một bên thản nhiên, thật ra mục đích tôi đến công viên Long Dương lần này là để mua thép, không phải để giết người. Thì Hồ Tử, chỉ cần anh có thể cung cấp đủ hàng cho tôi, cái mạng này của anh có thể giữ lại. Thiệu Hồ Tử nửa cười nửa miếu, anh ta cũng rất muốn giữ lại cái mạng này, nhưng anh ta có thể giữ lại được sao? Anh Giang, em xin nói thật với anh vậy, thật ra không phải em không muốn đưa hàng tốt cho anh, mà là hàng tồn kho trong nhà máy của em không đủ, vậy nên em mới phải dùng loại hàng thứ hai, loại hàng loại hai để lừa dối. Trong tay em không có hàng, dù anh ép em thế nào cũng vô dụng. Giang Sách cau mày, trong đầu nghĩ đến một vài chuyện không tốt lắm. Không đủ hàng sao? Anh nhẹ nhàng mở miệng, tôi không quan tâm anh làm thế nào, trong tay anh không đủ hàng thì anh qua cửa hàng khác mua. Bây giờ là 2 giờ chiều, tôi cho anh thời gian 3 tiếng. Đến 5 giờ nếu anh vẫn không thể chuẩn bị thỏa đáng số hàng hóa mà tôi muốn thì tôi đành lấy tạm cái mạng của anh mà thôi. Thì Hồ Tử bị dọa suýt chút nữa tè ra quần. Được, anh Giang, em sẽ lập tức đi gom hàng ngay. Vì cái mạng nhỏ thì Hồ Tử chẳng còn màng đến chuyện có lãi hay không có lãi nữa, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho một nhà máy thép khác, yêu cầu lấy hàng ngay lập tức. Bởi vì là hàng hiếm nên rất khó đặt lấy ngay, nhưng chỉ cần có tiền thì vẫn có thể làm được. Thiệu Hồ Tử đã lấy ra hết số tiền mà Đinh Mộng Nghiên trả cho anh ta, đồng thời cưỡng ép mua thép từ các nhà máy khác với giá cao gấp 3-4 lần thị trường. Yêu cầu giao hàng ngay lập tức, thời hạn là 3 giờ nhưng tốc độ thực tế rất nhanh, chỉ trong vỏn vẹn 1 giờ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả hàng hóa. Giang Sách nhận tất cả hàng hóa mà không phải trả thêm một xu nào. Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nếu con người không bị dồn ép một chút thì sẽ không biết bản thân có bao nhiêu tiềm năng. Anh xem, chẳng phải việc này đã được hoàn thành rất tốt rồi sao? Trong lòng thì Hồ Tử nhỏ máu tí tách. Phải biết rằng để gom đủ số hàng này trong thời gian quy định, anh ta đã dùng toàn bộ số tiền Đinh Mộng Nghiên đã trả để thanh toán, đồng thời còn phải tự móc ra một khoản tiền cực lớn để bù thêm vào. Kết quả là anh ta không chỉ mất khoản tiền đã được thanh toán mà còn tốn thêm một khoản tiền riêng.
cuối cùng hàng hóa còn bị gian sắc lấy đi, có thể nói là tiền mất tật mang. Sau khi ồn ào một trận như vậy, nhà máy của anh ta cũng xem như xong đời, chỉ sợ ngay cả tiền lương của công nhân cũng không trả nổi. Trái tim của Thiệu Hồ Tử đau đớn như bị dao cắt, hối hận không thôi. Vốn là một người đàn ông to lớn lại bật khóc như một đứa bé. Anh nói xem, tôi phải làm sao đây? Nếu biết sớm kết quả như thế này, tôi nói hàng không đủ ngay từ đầu chẳng phải được rồi sao? À! Nhìn thấy Thiệu Hồ Tử ngồi xuống số đất ân hận hét toáng lên, Gia Sắc mỉm cười lắc đầu, sau đó quay sang nói với Đinh Mộng Nghiêm. Mộng Nghiêm, kiểm tra hàng hóa một chút đi. Đinh Mộng Nghiêm lập tức đứng dậy đi kiểm tra lô hàng mới nhất. Không có vấn đề gì, tất cả đều đủ tiêu chuẩn. Gia Sắc gật đầu và nói với tất cả mọi người đang có mặt. Tốt rồi, chuyện của tôi gần như đã xong, bây giờ tôi phải về nhà. Mọi người cũng giải tỏa hết đi, sau này nhớ làm người kín tiếng một chút. Nói xong, Gia Sắc nắm tay Đinh Mộng Nghiêm rời khỏi nhà máy. Người nhà họ Hoàng, Vân Dương và người có mặt trận sư mù đỏ cũng lần lượt rời đi. Lô hàng đó được gửi đến nhà họ Đinh theo đúng thủ tục. Trong toàn bộ nhà máy, chỉ còn lại Thiệu Hồ Tử ngồi trên mặt đất, nhìn xung quanh, trống rỗng, khóc không thành tiếng. Anh ta vẫn luôn làm những việc trái đạo đức, sớm muộn gì cũng bị quả báo. Chỉ có điều quả báo lần này quá nặng nề mà thôi. Mặt trời lạnh hướng Tây, gió mát lướt qua mặt. Chiếc siêu xe Ferrari lao nhanh trên đường nhựa. Trong xe, Đinh Mộng Nghiêm duỗi eo, giải phóng toàn bộ cảm xúc đè nén bấy lâu nay, vui vẻ nói: nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng hoàn thành, cuối cùng em cũng có thể về nhà rồi. Cô cảm thấy hai ngày này còn dài hơn hai tháng. Đinh Mộng Nghiêm nhìn Gian Sắc, lần này may mà có anh giúp đỡ, nếu chỉ có một mình em đến đây thì chỉ sợ chẳng những em không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn kéo luôn mình vào trong vũng bùn kia. Những lời này này nói không hề sai. Nhớ đến nhà xưởng khủng bố kia, rồi lại nhớ đến phong cách làm việc của Thiệu Hồ Tử, thật sự chẳng biết Đinh Mộng Nghiêm sẽ gặp phải chuyện gì nếu đến đó một mình. Cho dù cô không chết, chắc chắn cũng sẽ trở thành tù nhân. Một người phụ nữ xinh đẹp như cô đi đến công viên Long Dương một mình là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nói đến đây, rõ ràng có thể nhìn thấy trên mặt Gian Sắc xuất hiện một làn sương mù. Đinh Mộng Nghiêm tò mò hỏi: Gian Sắc, anh có thể vẽ không vui, anh làm sao vậy? Im lặng một lúc lâu, Gia Sắc mới kiềm chế được cơn giận của mình. Anh nhỏ giọng nói với cô: Mộng Nghiêm, em có cảm thấy nhiệm vụ lần này dường như là do người nào đó âm thầm xếp đặt, thiết kế để đối phó với em hay không? Sao cơ? Thực ra Đinh Mộng Nghiêm cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cô không muốn thừa nhận. Nếu thật sự do người khác xếp đặt thiết kế, vậy người đó có thể là ai chứ? Chỉ có thể là Đinh Trọng, Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc mà thôi. Nhưng bọn họ đều là người nhà của cô, là người thân máu mủ tình thân. Gia Sắc nói ra, công viên Long Dương nguy hiểm như thế nào, thì Hồ Tử có tính cách ra sao, người khôn khéo như ông cụ lẽ nào lại không biết. Hơn nữa, ông ấy hoàn toàn có thể phái người khác qua đây, tại sao cứ phải là phái em tới chứ, lại còn để em đi một mình, dù nghĩ thế nào cũng có vấn đề. Sắc mặt Đinh Mộng Nghiêm càng ngày càng kém. Thật ra khi cẩn thận suy nghĩ lại, Đinh Mộng Nghiêm cũng có cảm giác dường như Đinh Trọng cố ý đẩy cô đi tìm cái chết. Trước kia Đinh Trọng chỉ muốn chèn ép cô đôi chút, nhưng lần này thì khác. Đinh Trọng thực sự muốn đẩy Đinh Mộng Nghiêm vào chỗ chết. Ông nội, ông ấy không thể nào. Cho tới bây giờ, Đinh Mộng Nghiêm vẫn không muốn thừa nhận sự thật này. Cô tốt bụng, không muốn tin ông cụ, lại thực sự muốn mạng của cô. Cô ít nhiều gì cũng là cháu gái ruột của Đinh Trọng cơ mà. Gia Sắc nói ra, Mộng Nghiêm, em có phát hiện một chi tiết hay không? Thiệu Hồ Tử nói hàng tồn trong kho anh ta không đủ. Đinh Mộng Nghiêm gật đầu. Gia Sắc mỉm cười, với tư cách là chủ gia đình và là người đưa ra nhiệm vụ thu mua, lẽ nào ông cụ lại không biết một chút thông tin gì về hàng tồn kho có Thiên Hồ Tử sao? Biết rõ trong kho có Thiên Hồ Tử không đủ hàng, ông ấy vẫn nhất quyết bảo em mua với số lượng gấp đôi, điều này có nghĩa là gì chứ? Điều này cho thấy ông ta đã không để Đinh Mộng Nghiêm hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu. Ngay cả khi lần này Đinh Mộng Nghiêm có thể sống sót trở về thì cô cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thêm vào đó, thật ra số tiền mà ông ta đưa cũng có vấn đề. Nếu là tình huống bình thường, dùng tất cả số tiền đó cùng lắm chỉ có thể mua được 2/3 số thép, tuyệt đối không thể mua đủ số lượng theo nhiệm vụ yêu cầu. Nói cách khác, cho dù là đối tượng thu mua, số lượng hàng tồn kho hay số tiền để mua hàng đều có vấn đề. Chỉ riêng một trong những vấn đề trên cũng là vấn đề chí mạng, huống chi cả ba vấn đề
còn tồn tại trong cùng một lúc. Có lẽ trên lý thuyết, đó là nhiệm vụ này hoàn toàn không có khả năng hoàn thành. Nếu không có danh sách giúp đỡ, kết cục của Đinh Mộng Nghiên lần này sẽ cực kỳ thê thảm. Dù cô có thể còn sống trở về thì cũng sẽ bị trừng phạt cực nặng vì không hoàn thành nhiệm vụ. Chiêu này của ông ta quá thực quá độc ác. Sao có thể nổ xuống tay tàn nhẫn với cháu gái ruột của mình như thế chứ? Đinh Mộng Nghiên tốt bụng nhưng cũng không ngu ngốc. Sau khi nghe danh sách phân tích sâu, cô cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. E rằng lần này ông ta thật sự muốn lấy mạng của cô. Ông nội, đôi mắt Đinh Mộng Nghiên lấp đầy lửa giận. Nhà họ Đinh, tòa nhà văn phòng chủ tịch. Đinh Trọng nhàn nhã thoải mái ngồi trên ghế, trên mặt đều là ý cười vui vẻ. Hôm nay đã là ngày thứ hai mà vẫn không có tin tức của Đinh Mộng Nghiên như cũ. Nhìn như thế, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Ông ta không cần tự ra tay mà chỉ dùng một chiêu mượn đao giết người đã có thể giải quyết Đinh Mộng Nghiên. Điều này khiến ông ta cảm thấy rất thoải mái. Ngay lúc này, Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc đẩy cửa xông vào. Đinh Trọng không vui, quở trách. Làm gì mà vội vàng hấp tấp như vậy? Đinh Phong Thành vội nói, ông ơi, cháu vừa nhận được tin nói Mộng Nghiên đang trên đường trở về. Cái gì? Đinh Trọng xoa xoa râu lẩm bẩm, sao nó có thể trốn khỏi tay Thiệu Hồ Tử được chứ? Không thể nào. Đinh Tử Ngọc đoán, có khi nào khẩu vị của tên Thiệu Hồ Tử kia quá đặc biệt nên không có hứng thú với Mộng Nghiên hay không? Đinh Trọng thở dài, không thể trừ khử được Đinh Mộng Nghiên theo kế hoạch ban đầu khiến ông ta có chút không vui. Nhưng mà ông ta lại nhanh chóng nở nụ cười. Nếu nó có thể quay lại thì như thế nào chứ? Đoán chừng chỉ là chạy trối chết mà thôi. Nó tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao được. Không đủ hàng, không đủ tiền, nó lấy cái gì để hoàn thành nhiệm vụ đây? Đợi lúc nó về tới, để xem ông trừng phạt nó như thế nào. Ông sẽ bắt nó phải nhả ra hết 10% cổ phần công ty nhỏ Đinh, sau đó đuổi nó ra khỏi nhỏ Đinh. Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành liếc nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Đinh Mộng Nghiên, cô có thể trở về thì đã sao chứ? Chẳng qua là từ hố lửa này nhảy sang một hố lửa khác mà thôi. Ai bảo suốt ngày cô cứ đi theo gian sách, không cho ông nội chút mặt mũi nào chứ? Đáng đời. 20 phút sau, người đã đến nơi. Đinh Trọng đứng dậy, phất tay áo nói, đi thôi, đi hỏi tội, đi. Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc đi theo sau lưng Đinh Trọng, cả ba xuống lầu để gặp Đinh Mộng Nghiên. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc Ferrari đậu cách đó không xa. Trên xe có một nam một nữ bước mở cửa bước xuống. Đúng là Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên. Trong mắt Đinh Trọng đầy vẻ khinh thường. Bên này sắc mặt Đinh Mộng Nghiên cũng không có gì tốt. Sau khi biết được bộ mặt thật của Đinh Trọng, cô hận ông nội mình vô cùng. Vốn là máu mủ tình thâm chung một nhà, sau nhiệm vụ ở công viên Long Dương lần này đã hoàn toàn trở mặt thành thù. Mộng Nghiên về rồi à? Đúng vậy, ông nội. Vừa nhìn thấy nhau, mùi thuốc súng ở hiện trường đã bốc lên nồng nặc. Đây cũng là lần đầu tiên Đinh Trọng cảm nhận được hơi thở tức giận nồng đậm đến thế từ Đinh Mộng Nghiên. Trước đây vẫn luôn hiền lành tốt bụng. Ông ta biết lần này ông ta đã hoàn toàn làm mất lòng Đinh Mộng Nghiên. Nhưng như vậy đã sao chứ? Xét cho cùng, Đinh Mộng Nghiên chỉ là con cháu của nhà Đinh và là một thành viên của công ty sản xuất nhiệt Đinh mà thôi. Cô tức giận thì có ích lợi gì chứ? Đinh Trọng lạnh lùng nhìn Đinh Mộng Nghiên. Nhiệm vụ của cô hoàn thành thế nào rồi? Thật ra những lời này hoàn toàn là hỏi thừa. Bởi vì trong suy nghĩ của Đinh Trọng, không thể hoàn thành nhiệm vụ là chuyện đã chắc chắn. Sở dĩ ông ta mở miệng hỏi như vậy cũng chỉ là làm theo khuôn sáo mà thôi. Thậm chí ông ta đã chuẩn bị sẵn lời thoại dùng để hạ nhục Đinh Mộng Nghiên trước mặt mọi người, mắng cho cô không ngóc đầu lên được, để cô cút khỏi nhà họ Đinh. Tất cả đều nằm trong tính toán của Đinh Trọng. Lúc này ông ta chỉ còn chờ một câu trả lời thất bại từ Đinh Mộng Nghiên nữa thôi. Nhưng mà Đinh Mộng Nghiên lại nhẹ nhàng nói, hàng đã mua xong, hiện tại đang trên đường vận chuyển tới đây, dự kiến tất cả sẽ đến nơi trước 8 giờ tối nay. Cái này... Sắc mặt Đinh Trọng biến đổi cực lớn. Câu nói của Đinh Mộng Nghiên như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim ta, khiến trái tim ta đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Đã mua xong rồi sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Chắc chắn là đang nói dối. Chắc chắn Đinh Mộng Nghiên đang nói dối. Mộng Nghiên, cô thật sự đã mua xong rồi sao? Chuyện này rất quan trọng, cô đừng nên nói giỡn với tôi. Đinh Mộng Nghiên mỉm cười, ông nội, sao vậy à? Sao trông ông nội có vẻ rất không vui, giống như ông nội không muốn cháu hoàn thành nhiệm vụ này vậy? Sao mà Đinh Trọng thay đổi hẳn đi? Làm gì có chuyện đó chứ? Sao tôi lại có thể đối xử với cô như vậy được chứ? Chỉ là nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn, vậy mà cô lại có thể hoàn thành xuất sắc nên tôi cảm thấy có chút khó tin. Đinh Tử Ngọc đi tới,
Cô ta cũng kinh ngạc vô cùng. Theo lý mà nói, nhiệm vụ này tuyệt đối không thể nào hoàn thành mới đúng. Cô ta hỏi, Mộng Nghiên, em có mua thép từ tay Thiệu Hồ Tử hay không? Chất lượng thép đều đạt tiêu chuẩn cả chứ. Em không có chi tiền vượt mức đấy chứ. Ngay đến đây, trong lòng Đinh Mộng Nghiên càng cảm thấy lạnh hơn. Bởi vì có thể nói ra những lời này đã đủ chứng minh đám người Đinh Tử Ngọc biết rất rõ tình hình của công viên Long Dương. Trước đó, Đinh Mộng Nghiên còn ôm một chút mong đợi. Cô chỉ hy vọng chẳng qua là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ông nội hoàn toàn không có lòng hại cô. Nhưng sau khi nghe những lời này từ Đinh Tử Ngọc, Đinh Mộng Nghiên đã hoàn toàn lạnh lòng. Không gì đau xót bằng việc một trái tim nồng nhiệt đã chết. Đối với hành vi trơ tráo và vô liêm sỉ này của người nhà, Đinh Mộng Nghiên cảm thấy vừa đau lòng vừa căm hận đến tận xương tủy. Cô nói vào bằng một cái giọng lạnh như băng. Chị yên tâm, em không lấy thêm một xu nào từ công ty cả. Tất cả hàng hóa đều đã được kiểm tra kỹ càng và đều đạt tiêu chuẩn. Chuyện này không thế nào. Đinh Phong Thành có phần nóng nảy, vội vàng xông tới. Em ba, em cũng không nên ăn nói lung tung, không làm được thì thôi. Nói ra sao, nói ra cũng chẳng sao hết. Nhưng nếu cứ phòng má giả làm người mập, không hoàn thành mà cứ nhất quyết đã nói làm xong, thì ông nội sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Đinh Mộng Nghiên hừ lại một tiếng. Liệu có phải là anh nói lung tung hay không, mọi người sẽ biết kết quả ngay thôi. Chuyện đã đến bước này thì dù có nói thêm bất cứ điều gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Đinh Trọng phất tay. Bên ngoài gió lớn, Mộng Nghiên cũng đã mệt mỏi suốt một ngày rồi. Đi thôi, chúng ta vào đại sảnh đợi. Chỉ cần đợi đến 8 giờ tối thì sẽ biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc đó, Đinh Mộng Nghiên có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng sẽ phơi bày rõ ràng. Nếu Đinh Mộng Nghiên đến chết mà vẫn sĩ diện, nghiến răng nói dối rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ dù chưa làm được, vậy rất tốt. Đinh Trọng càng có thêm đầy đủ lý do để đuổi Đinh Mộng Nghiên đi. Trước đó, Đinh Trọng lại phân tích kỹ càng từng chi tiết lần nữa. Không có khả năng, vốn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Trọng âm thầm nhếch môi cười. Ông ta cho rằng Đinh Mộng Nghiên chỉ đang cố gắng trì hoãn thời gian để tìm cách cứu cháy mà thôi. Mọi người đi vào đại sảnh ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Trợ lý đặc biệt bưng trà và đồ ăn nhẹ lên. Giữa người một nhà đã không còn gì để nói. Mọi người ngồi đó hoặc ăn uống hoặc nghỉ ngơi, không hề trao đổi dù chỉ là một câu. Thời gian trôi qua từng phút. Cuối cùng sau một hồi lâu chờ đợi, người trợ lý bước tới nói, thép đã được giao tới rồi, bây giờ có gửi đến công trường không ạ? Thật sự giao tới rồi sao? Đinh Trọng đứng bật dậy. Không vội, để tôi đi kiểm tra hàng trước đã. Ông ta có hơi luống cuống. Xem ra Đinh Mộng Nghiên không phải là đang cố gắng trì hoãn thời gian. Nhưng dù ông ta nghĩ thế nào cũng không hình dung ra được rốt cuộc Đinh Mộng Nghiên đã làm như thế nào mà hoàn thành nhiệm vụ vậy chứ. Rõ ràng là một nhiệm vụ có khả năng hoàn thành gần như bằng không. Sao cô ta có thể làm được kia chứ? Phải xem mới biết được. Đám đông còn lại đi theo Đinh Trọng tới trước đầu xe tải, tận mắt nhìn thấy hơn 10 chiếc xe tải lớn xếp hàng ngay ngắn. Trên mỗi xe đều đang chở đầy sắt thép dây xây dựng. Đinh Trọng kêu người bật đèn sáng lên, sau đó đích thân kiểm tra hàng hóa có đủ tiêu chuẩn hay không. Chắc chắn phải có một phần hàng bị lỗi. Hàng tồn kho có Thiệu Hồ Tử không đủ, nhất định là dùng hàng loại 2 để qua mặt Mộng Nghiên. Ôm ý nghĩ này, Đinh Trọng bắt đầu nghiêm túc kiểm tra từ chiếc xe đầu tiên. Thép của chiếc xe đầu tiên đạt tiêu chuẩn, chiếc xe thứ 2 đạt tiêu chuẩn, chiếc xe thứ 3 vẫn đủ tiêu chuẩn, chiếc xe thứ 4. Cứ liên tục kiểm tra hết chiếc xe tải này đến chiếc xe tải khác. Càng kiểm tra thì Đinh Trọng càng hoảng sợ. Số thép trên mỗi xe tải đều đạt tiêu chuẩn vậy. Đầu tiên ông ta kiểm tra từ trước ra sau, sau đó lại vòng từ sau ra trước. Cuối cùng ngẫu nhiên chọn một thanh thép bất kỳ để lấy ra kiểm tra. Nhưng dù dùng phương pháp nào, cuối cùng vẫn chỉ có mấy chữ đạt tiêu chuẩn. Ở đây có nhiều thép đến vậy, nhưng tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Thế mà Thiệu Hồ Tử lại giao toàn bộ thép đạt tiêu chuẩn, không sử dụng bất kỳ sản phẩm lỗi nào để qua mặt sao. Chuyện này thật khác thường. Tình hình tồn kho có Thiệu Hồ Tử, mình có biết một chút, anh ta không thể có nhiều hàng đến như vậy được. Đinh Trọng vò đầu bứt tai, vô cùng khó hiểu. Lúc này Đinh Tử Ngọc đi tới, nhắc nhở. Ông ơi, mau kiểm tra lại số tiền trong hợp đồng. Có lẽ Đinh Mộng Nghiên đã thấu chi ngân quỹ vì để hoàn thành nhiệm vụ mà đã lấy thêm tiền mua thép từ nơi khác. Đúng, không sai. Đinh Trọng lập tức đi tới chỗ Đinh Mộng Nghiên, chìa tay ra nói, cho tôi xem hợp đồng mua bán đã ký. Đinh Mộng Nghiên cười khẩy, cô đã đoán ra được có một màn này từ lâu rồi. Cô lấy hợp đồng ra khỏi túi và đưa cho Đinh Trọng. Đinh Trọng nhận lấy cẩn thận xem xét. Đinh Tử Ngọc đứng bên cạnh nhắc nhở, ông nội, ông phải nhìn cho kỹ nhé, nếu không chừng hợp đồng này là do Đinh Mộng Nghiên làm giả đấy. Đinh Trọng gật đầu, cẩn thận xem xét từng đường nét
chữ ký, dấu vân tay, số tiền thanh toán, số lượng hàng hóa, tất cả các khía cạnh đều được ông ta tỉ mỉ kiểm tra hết một lượt. Cẩn thận đến như vậy nhưng cuối cùng kết quả vẫn là hợp đồng là thật. Không chỉ hợp đồng là thật mà số tiền thanh toán và số lượng hàng hóa ghi trên hợp đồng cũng không có vấn đề gì. Không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Đơn Trọng hoàn toàn ngẩn ngơ. Nếu chỉ dùng số tiền như trên hợp đồng thì cùng lắm chỉ mua được 2/3 số hàng. Nó chỉ là giao dịch với một người keo kiệt, gian manh như Thiệu Hồ Tử. Làm ăn với anh ta chỉ có khả năng mua được một nửa hàng mà thôi. Không có lý nào mà mua được toàn bộ. Thiệu Hồ Tử cũng không có nhiều hàng tồn kho như vậy. Vẻ mặt Đinh Trọng mờ mịt, ông ta thật sự không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. Đinh Mộc Nguyên cười khẩy trong lòng, thản nhiên hỏi: "Ông nội, ông đã kiểm tra hàng hóa và hợp đồng xong chưa? Ông thất vọng sao?" Câu hỏi này quá đột ngột, suýt chút nữa khiến Đinh Trọng không kịp phản ứng. Yên lặng một lát, sắc mặt Đinh Trọng trở nên lạnh lùng. Ông ta biết chắc chắn Đinh Mộc Nguyên đã phát hiện ra thủ đoạn của mình, hơn nữa đã tìm được cách giải quyết. Nếu đúng là vậy thì kế hoạch lần này của Đinh Trọng xem như đã thất bại hoàn toàn. Mối quan hệ với Đinh Mộc Nguyên không chỉ xấu đi mà còn không cách nào tiêu diệt được cô. Nếu xét từ phương diện chiến thuật thì đây là cách làm cực kỳ thất bại. Đinh Trọng cố nặn ra một nụ cười. Cô đang nói gì vậy chứ? Cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi vui mừng còn không kịp đây, sao có thể thất vọng kìa chứ? Những lời khách sáo ngoài mặt vẫn phải nói ra. Về phần cô có tin hay không thì đó là việc của Đinh Mộc Nguyên. Nếu ông nội cảm thấy vui mừng thì không còn gì tốt hơn. Cháu cảm thấy hơi mệt nên về nhà nghỉ ngơi trước. Ông nội, hẹn gặp lại. Đinh Mộc Nguyên không nói thêm gì nữa, lạnh lùng quay người rời khỏi hiện trường với danh sách. Nếu Đinh Trọng đã chọn cách không vạch mặt, vậy thì Đinh Mộc Nguyên cũng không tiếp tục dây dưa. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Đinh Tử Ngọc tiến lên nói: "Ông nội, ngay giọng điệu của Mộc Nguyên hình như đã phát hiện ra gì đó rồi thì phải." Đinh Trọng gật đầu. Mặc dù Mộc Nguyên là người có tính cách đơn thuần, không nhiều mưu mô, nhưng nó cũng không phải kẻ ngốc. Huống chi còn có danh sách ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ. Lần này chúng ta làm quá lộ liễu, muốn không bị phát hiện cũng khó. Đinh Tử Ngọc có chút lo lắng. Về sau này nên làm gì bây giờ? Có lẽ Đinh Mộc Nguyên sẽ đối đầu với cháu đó. Đinh Trọng cười khẩy. Đối đầu sao? Nó lấy gì để đối đầu chứ? Chỉ cần khi ở công ty nó có bất kỳ biểu hiện không tốt nào, ông đều có thể sa thải nó bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, nói cho cùng thì Mộc Nguyên cũng chỉ là một nhân viên trong công ty. Sự sống chết của nó vẫn nằm trong tay ông. Nó có thể tránh được mùng 1 nhưng không thoát được ngày 15. Chỉ là... Đinh Trọng quay đầu nhìn hơn 10 chiếc xe tải xếp phía sau, trên mặt không giấu được vẻ khó hiểu. Ông thật sự không nghĩ ra Đinh Mộc Nguyên làm cách nào hoàn thành được nhiệm vụ kia cơ chứ. Thật vô lý. Ông ta nhìn Đinh Phong Thành, sẵn giọng nói: "Phong Thành, ngày mai cháu đi công viên Long Dương một chuyến, tìm hiểu xem Mộc Nguyên mua được số hàng này bằng cách nào." Sắc mặt Đinh Phong Thành đại biến. Ông nội ơi, ông đừng đùa với cháu được nữa không? Cháu mà đi tới nơi như công viên Long Dương kia thì sẽ không còn mạng để về đâu. Cháu hay à. Đinh Trọng vô cùng thất vọng. Ông ta một lòng muốn truyền lại vị trí chủ nhà cho Đinh Phong Thành, nhưng thằng nhóc này lại chẳng có chút tiền đồ nào cả. Ngay cả một đứa con gái như Đinh Mộc Nghiêm cũng dám đi công viên Long Dương một chuyến thì một người đàn ông cao lớn như anh ta còn sợ cái gì chứ? Nếu không phải Đinh Tử Ngọc cũng là nữ, Đinh Trọng đã truyền vị trí chủ nhà cho Đinh Tử Ngọc từ lâu rồi, sao còn cần phải nhẫn nại bồi dưỡng một thứ phế vật như Đinh Phong Thành chứ? Đúng là khiến người ta tức chết mà. Trong đêm đen như mực, xe thể thao lao vun vút trên đường cái. Đinh Mộc Nguyên ngồi trên ghế phụ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau sự việc ngày hôm nay, từ nay về sau cô không bao giờ muốn gặp lại ông nội Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành nữa. Tình thân giữa người nhà với nhau cũng biến mất, không còn sót lại chút gì. Trong lòng chỉ còn buồn bã, đau khổ, khổ sở và chua xót. Những cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng Đinh Mộc Nguyên khiến cho nước mắt cô bất giác trào ra. Nhà sắc vươn một cánh tay nắm tay Đinh Mộc Nguyên, không nói một lời nào. Anh dùng nhiệt độ cơ thể của mình để mang lại cho Đinh Mộc Nguyên lòng tin rằng bất kể thế giới này biến thành dáng vẻ ra sao, bất kể người khác phản bội cô như thế nào, ít nhất vẫn còn có anh. Anh sẽ luôn đứng trước mặt em, che mưa tránh gió cho em, trở thành lá chắn vững chắc của em. Nếu không có danh sách, có lẽ giờ phút này Đinh Mộc Nguyên đã vì không thể chịu đựng được áp lực quá lớn mà chọn cách tự sát. Năm đó cô may mắn cỡ nào mới có thể gả cho một người đàn ông như thế này chứ, một người đàn ông đáng tin cậy. Về đến nhà, hai vợ chồng Đinh Khải Sơn và Tô Cầm đã chuẩn bị một bàn thức ăn lớn để đón gió tẩy trần cho Đinh Mộc Nghiêm và Giang Sắc, đồng thời chúc mừng họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của dòng họ.
đôi vợ chồng già hoàn toàn không biết sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, lại càng không biết sự độc ác của Đinh Trọng. Đinh Mộc Nguyên sợ hai người lo lắng nên cũng không nói gì, chỉ gượng cười tỏ vẻ ăn ngon, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn luôn chua xót. Cuối cùng sau khi ăn uống và tắm rửa xong xuôi, cô ngã vật lên giường. Sách, anh có thể ôm em không? Gia Sách nằm bên cạnh Đinh Mộc Nguyên, vươn tay ôm lấy Đinh Mộc Nguyên. Lúc này cô mới bật khóc như một đứa trẻ lên ba. Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu trong lòng phút chốc trào ra. Vì sao vậy chứ? Họ rõ ràng là người thân của em, tại sao họ lại đối xử với em như thế chứ? Cô gái lương thiện này sẽ không bao giờ hiểu được cái gì là gọi là lòng người hiểm ác. Có đôi khi không phải bạn làm sai điều gì, mà là bạn làm quá đúng nên khiến những người khác thoạt nhìn chẳng khác gì kẻ ngu. Làm quá tốt cũng sẽ bị người khác ghen ghét. Gia Sách vỗ nhẹ vào lưng Đinh Mộc Nguyên mà không nói một lời nào. Trong lặng lẽ, anh lấy điện thoại di động ra, gửi cho Mộc Dương Nhất một tin nhắn. Từ giờ trở đi, giám sát chặt chẽ mọi hành động của Đinh Trọng, Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành. Có vấn đề gì phải báo cáo ngay lập tức. Vấn đề của dòng họ này đã càng ngày càng trở nên trầm trọng, không thể tiếp tục để mặc cho bọn họ muốn làm gì làm thì làm như thế nữa. Trước kia gây ra một vài phiền phức nhỏ cũng không sao, nhưng sau sự việc ở công viên Long Dương lần này, Giang Sách không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Dám ra tay với Đinh Mộc Nguyên, cho dù đối phương là ai, Giang Sách tuyệt đối sẽ không bỏ qua.